Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy, ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy." Quý vị và các bạn thân mến, nền thánh đó không chỉ là một mục tiêu cho mọi nỗ lực và phấn đấu của con người khi sống trên trần gian, nhưng còn là mệnh lệnh truyền của Thiên Chúa: anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thế nhưng, trong đời sống giáo hội, nền thánh cũng có nhiều cách thế và con đường khác nhau gọi là linh đạo, để phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc sống. Chẳng hạn như có người nên thánh theo con đường khổ hạnh của Thánh Benedicto, có người chủ trương sống đời khó nghèo như Thánh Francisco Assisi, có người lại cảm thấy mình được thôi thúc bởi gương sống phục vụ bác ái của vị thánh nhân gần nhất là mẹ Teresa Calcutta. Và phụng vụ lời Chúa hôm nay cùng với mẫu gương sống thánh của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng giới thiệu cho chúng ta một con đường chắc chắn và nhẹ nhàng để nên thánh. Đó là con đường trở nên thơ bé trước mặt Thiên Chúa. Qua đoạn tin mừng, dường như có một sự trái ngược trong ánh nhìn, trong suy nghĩ của Chúa Giêsu và các môn đệ. Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đây là nỗi bận tâm đã theo các ông từ khi Chúa Giêsu loan báo người sẽ lên Jerusalem để chịu khổ nạn và chịu chết. Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi, Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đến đặt giữa các ông và nói: "Thầy bảo cho anh em, nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời." Trong khi các môn đệ đang bận tâm đến những cái lớn lao của quyền lực, của địa vị, của danh vọng, thì Chúa Giêsu lại muốn các ông trở nên bé nhỏ, tầm thường như một trẻ thơ. Đó là lời nghịch lý trong suy nghĩ của các tông đồ, nhưng cũng có thể gọi là nghịch lý trong suy luận của nhiều người thời đại ngày hôm nay, trong đó có mỗi người chúng ta. Quả vậy, sống giữa một thế giới văn minh tiến bộ, ai cũng thích làm những chuyện kinh thiên động địa để có thể ghi vào kỷ lục Guinness thế giới. Chẳng hạn như những tòa ốc cao chọc trời, những đại lộ thênh thang nối liền nhiều quốc gia hoặc nhiều cây cầu thế kỷ bắc qua eo biển nào đó. Đằng này Chúa Giêsu lại dạy: ai tự hạ coi mình như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Thế nhưng đối với thánh nữ Teresa thì lời dạy ấy không có gì là lạ thường. Ngược lại, dựa vào những lời dạy của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay, thánh nữ Teresa đã tìm ra phương cách nên rất thánh riêng, một con đường nên thánh hữu hiệu và phận nhi nữ của Ngài, đó là con đường thơ ấu thiêng liêng. Nhưng như thế nào thì mới kể mình là hèn mọn như trẻ nhỏ? Thánh nữ Teresa giải thích như sau: trẻ nhỏ thì không làm được những việc nặng nhọc của người lớn, và ở trong giáo hội thì việc đi rao giảng khắp nơi, việc đổ máu tuyên xưng đức tin hoặc làm các phép lạ đều là những công việc lớn phận nhi nữ không thể làm được. Nhưng không sao, giống như trong một gia đình, anh chị em làm việc nặng, còn em bé thì chỉ cần ngoan ngoãn ở bên mẹ và làm vui lòng mẹ. Chỉ cần như thế là em đã làm ba mẹ vui, làm anh chị phấn khởi, và như vậy em đã cộng tác vào công việc nặng nhọc của người lớn rồi. Như thế, nói như Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II,
Thánh nữ Teresa đã đề ra một con đường nên thánh không phải hệ tại thi hành những công trình vĩ đại, nhưng là con đường tín thác và hoàn toàn phó thác cho ơn thánh của Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ được ban cho những người có khả năng thoát ly những công việc bình thường để hiến mình cách riêng cho việc cầu nguyện. Không phải như vậy. Một số người khác nghĩ rằng thánh thiện chỉ dành cho những ai có những khả năng đặc biệt. Cũng không phải như vậy. Nhưng là mỗi người trong điều kiện và bậc sống hiện tại của mình đều có những phương thế hữu hiệu để nên thánh. Và trong ngày đại lễ hôm nay, chúng ta đặc biệt dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì Thánh nữ Teresa đã chỉ cho chúng ta biết rằng tình yêu làm được tất cả mọi sự. Đời sống của mỗi người chúng ta cũng đầy rẫy những giới hạn về sức khỏe, về vóc dáng, về khả năng cũng như về tri thức. Chính là về mặt tinh thần và luân lý. Thế nhưng, Thánh Teresa chỉ dẫn cho chúng ta biết qua tin mừng Chúa Giêsu Kitô rao giảng, những yếu đuối đã trở thành sức mạnh, những cái tầm thường bé nhỏ đều trở nên phi thường, vĩ đại nhờ tình yêu. Thế giới hôm nay đã có quá nhiều điều lớn lao, nhưng dường như tình người lại ít đi. Hãy trở thành những vị thánh của thời đại bằng một đời sống yêu thương và phục vụ. Đôi khi chỉ là một nụ cười cảm thông, một ánh mắt chia sẻ, hay có khi chỉ là một thái độ nhẫn nhục, một hy sinh kín đáo. Nhưng nếu chứa đầy tình yêu thương thì sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho mọi người. Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Teresa cho chúng con luôn biết sống tinh thần thơ ấu thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày như thánh nữ đã sống. Đó chính là tinh thần làm việc nhỏ với tình yêu lớn, làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường. Hầu mai sau, chúng con cũng được ghi sổ vào hàng ngũ các thánh trên trời. Amen.